Ôi, Hoàn ơi, Hoàn ơi, con ơi, con ơi, con Linh đâu rồi, ra đây, cô làm bỏ cái kiểu gì đấy hả, cô có biết chăm sóc chồng hay không, cô để con trai tôi ốm càng ngày càng nặng như thế này à. Anh ơi, anh làm sao rồi ạ? Lạnh quá, lạnh. Ôi, cô đúng là cái loại vô tích sự mà. Cô là sao chổi của đời con trai tôi đấy. Đã đoản vị, không biết làm ăn gì thì chớ, chăm chồng cũng không xong. Con tôi ốm vớ ốm vẩn như thế này mà đến nửa tháng nay rồi không khỏi. Ốm lại càng ngày càng nặng là thế nào hả? Mẹ ơi, mẹ đừng nói thế, tội nghiệp con. Ngày ngày con vẫn cho anh ấy uống thuốc đủ liều bác sĩ kê, con làm sao biết được ạ? Hoàng ơi, khổ thân con tôi. Con sao rồi à con? Con sao rồi? Mẹ ơi, chắc chắn là anh ấy bị ma làm rồi. Ma làm nên nó không thể tỉnh táo được như thế này. Mẹ nghe con đi, mẹ nghe con, mời thầy cúng đuổi ma đi mẹ. Thầy cúng á? Thôi được rồi, mời đi, mời vào đây. Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy các ngài, con lạy chính tâm nhất dán các độ chỉ phù hộ cho ngài. Con A Na Mê Bồ Tát Di Đà Ra Tế Bồ Tát Sa Ra Chi Cây Đó Tô Bà Ra Ra Tà Bà Tà Bà Tà Tô. Con cái An đâu? Dạ, dạ con đây ạ. Mày lại dám nhìn ông nội mày bằng cái mắt chừng chừng thế hả? Ông nội ạ. Tao, Lùng đây. Mẹ ơi, có phải cụ nội tên là Lùng không ạ? Ờ, dạ, dạ, dạ. Con lạy cụ, Ông ơi, thế ông ở dưới ấy, ông có gặp được bà cả, bà hai, bà ba không ạ? Có, ông gặp hết. Thế ạ? Dạ, 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 dạ. Chúng mày là lũ con cháu mất dạy. Để ông phải chịu đói chịu khát ở dưới đấy. Không có tiền, quỷ dạ xa nó đánh đập tao đấy. Ông ơi, ông nói thế nào ấy chứ? Hàng tháng mùng 1 hôm rằm con vẫn gửi tiền vàng các thứ giúp cho các cụ ở dưới đấy mà ông. Mày gửi tiền vàng nhưng mà mày không ghi rõ họ tên địa chỉ người nhận xuống đấy, làm sao mà tao nhận được? Vâng. Quỷ dạ xoa nó lấy hết. Còn dạ vâng ạ, từ nay trở đi con xin rút kinh nghiệm ạ. Kinh nghiệm cái gì? Tao là tao tức lắm. Dạ. Tao tức là tao phạt. Mà ở dưới đấy là bà cả bà hai là quỷ dọa xoa nó bắt, không có tiền là không ra được đâu. Dạ. Con mới trả cháu, chúng mày là định để các cụ như thế này à? Dạ. Ôi, cụ. Cụ đi rồi. Thế ơi, cụ con nói thế là sao ạ? Nghĩa là nặng nghiệp lắm, nhà bà nặng lắm. Thảo nào cái thằng con trai kìa, nó ốm nó không khỏi được đâu. Dạ thưa thầy. Thầy có thể giảng giải kỹ hơn nữa để cho nhà con hiểu không ạ? Tức là như thế này, nhà bà ấy ở dưới tù ấy là có nhiều người lắm, mà nếu mà muốn ra được ấy thì bà phải gửi tiền xuống đấy cho ông ấy, ông ấy mới chuộc ra. Chứ còn không ông ấy tức ấy, ông ấy đầy loại cái thằng cháu Tôn đi kìa. Mẹ ơi, mẹ cứu anh Hoàng, mẹ cứu chồng con. Cô kê đà này có khi nào mất bạn không ạ? Mất chứ còn cái gì nữa, không như mất một đâu mà là mất ba đấy. Thế ạ? Ông ấy dạ thưa thầy, thế thì thầy có cách gì giúp cho nhà chúng con không ạ? Cách thì có đấy. Bà bây giờ bà nghe thôi, bà phải đốt tiền xuống dưới đấy, mà không phải là đốt bình thường thì các cụ không nhận được đâu. Vâng. Mà bà cứ phải đốt, lập một cái đàn riêng. Đốt như kiểu là đốt, bà đốt cái cây như kiểu là ATM ấy, thì xuống gì đấy các cụ mới rút được, cụ mình điều được. Mẹ ơi, mẹ làm đi mẹ, nếu không nhà mình mất ba mạng đấy mẹ ạ. Thế kinh phí hết có nhiều không ạ? Kinh phí á? Dạ. Hết 1 tỷ. Ôi giời, 1 tỷ ạ? Sao mà nhiều thế hả thầy? Dạ. Chứ còn gì nữa. Bà cứ tưởng xuống đấy tôi nói chuyện với các quan, tôi nói chuyện với Diêm Vương, tôi nói chuyện với bao nhiêu quan ở đấy, tôi phải mất 10 năm tuổi thọ ấy, tôi mới xuống được đến đấy đi chị Lị. Mẹ ơi, 1 tỷ để cứu ba mạng người, 1 tỷ để cứu... Đấy, bà mà không làm thì cứ chờ mất mạng đi. Mẹ ơi, 1 tỷ để cứu ba mạng người là quá rẻ đấy mẹ ạ. Im ngay,
đến lượt cô nói à? Mẹ ơi, anh Hoàng dùng mình được kìa. Ôi dồi ôi. Đấy, các bà cứ đi, không có do dự nên là mất mạng như chơi ấy. Dạ, thưa thầy. Dạ, con đồng ý ạ. Thầy giúp gia đình nhà chúng con ạ. Thôi được rồi, chờ thầy tí. Đấy, tiền cười là tôi là tốt, được rồi nhá. Các cụ trung tâm rồi nhá. Dạ, con lạy thầy. Rồi. Lạy thầy ạ. Tôi ấy, là tôi thương bà lắm ấy. Chứ còn tôi cũng chẳng ham hố gì cái đồng tiền đấy đâu. Tôi là tôi thốn 10 năm tuổi thọ rồi đấy. Dạ vâng ạ, cảm ơn thầy ạ. Mẹ ơi, anh Hoàng anh khỏe hơn nhiều rồi mẹ. Ừ. Anh còn ngồi được rồi đấy mẹ. Ừ. Đấy, bà cứ yên tâm, 2-3 ngày nữa thôi là nó khỏi. Dạ vâng ạ. Báo cáo với thầy, 1 tỷ đối với nhà tôi ấy, là cái số tiền nó lớn quá, không thể có được. Này tôi có cái sổ đỏ, tôi đưa cho con dâu tôi đi cắm nóng rồi lấy tiền về đưa cho thầy có được không ạ? Được. Dạ vâng ạ, thế thầy chờ tôi một tí nhá. Dạ, để con đi cầm ạ. Ừ, thôi thì cầm xong thì chuyển luôn vào tài khoản cho thầy nhá. Chứ thầy cũng về nhà đang có tìm việc. Vâng ạ, cảm ơn thầy, chào thầy. Chào cả nhà. Mẹ ơi, sổ đỏ này là giả. Con cầm đi vay, bọn cho vay nó tưởng con lừa nó, nên nó đánh con mẹ ạ. Kể ra ấy, bọn cho vay nóng nó đánh thì cả tiếng đồng hồ rồi. Máu nó phải đông lại rồi chứ. Đằng này ấy, cái vết đánh này là vết mới bị đánh tức thì. Dạ. Đây không phải là bọn cho vay nóng nó đánh, mà thầy cúng nó đánh đúng không? Mời thầy vào. Đứng ngoài đấy làm gì cho nó nắng nôi ra. Cứ vào trong này, chuyện đâu khác có đó. Tiền thiếu bao nhiêu, tôi lo rồi tôi tính được trả cho. Sao bà biết là tôi ở ngoài này? Không những tôi biết cậu ở ngoài đấy, mà tôi còn biết cậu đuổi theo con Linh về đến tận đây và chính cậu đánh nó. Dạ, đúng ạ. Con sợ mẹ lo lắng nên là con nói dối. Với cả thầy cũng là do con mời về, con hứa sẽ trả nên... Đến giờ phút này cô vẫn còn nói dối được à? Thầy cúng gì? Thầy cúng dởm. Ngay từ khi cậu bước chân vào nhà tôi đã biết ngay cậu là thầy cúng dởm rồi. Bà chỉ được cái mà nói láo thôi mà. Tôi nói cho cậu biết nhá. Đối với cái nghề thầy cúng ấy, cái câu khấn đầu tiên rất quan trọng. Nhưng đằng này ấy, cậu khấn ba la la lăng nhăng gì đó, chẳng đúng chủ đề gì cả. Tôi ba la lăng nhăng thế nào? Tôi thích nói thế được không? Thôi được rồi, không sao. Nhưng mà tôi hỏi, thầy cúng mà nói điêu ấy, thì có nên nhận là thầy cúng không? Điêu? Tôi điêu chỗ nào? Cậu nói, ông nội chồng tôi tên là gì ấy nhỉ? Tên là Lùng đúng không? Nếu như ông nội chồng tôi mà tên là Lùng thật ý, thì tôi đã phục cậu quá, cậu giỏi thật đấy. Cậu nói chuyện được cả với người âm, giỏi quá đi. Mà cái câu chuyện ấy, ông nội chồng tôi có 3 người vợ đều không đúng, sai bét. Người có 3 người vợ không phải là ông nội chồng tôi, mà là cụ nội của chồng tôi. Tất cả những điều cậu nói, từ tên ông nội tôi đến 3 người vợ của ông nội tôi đều đúng cả. Nhưng mà đúng với cái gia phả sai của gia đình nhà tôi. Và lý do cậu biết được cái chuyện đấy là vì nó đúng không? Nhờ nó đúng không? Cô đã xem trộm gia phả của gia đình, cung cấp tất cả những thông tin cho cái tên thầy cúng dởm này để hắn giả thân giả quỷ nói năng lung tung. Nhưng điều mà cô không hề biết là cuốn gia phả đó mới làm và bị làm sai. Hiện tại đang được gia đình sửa lại. Bởi vì thế nên tên thầy cúng dởm kia cũng đã nói sai hết theo cái thông tin của gia phả. Bây giờ cô vẫn còn chưa nói ra sự thật à? Thằng thầy cúng này chẳng phải thầy cúng thầy kiết gì cả, mà là chủ nợ lâu đề của cô. Mẹ ơi, không phải như thế đâu ạ, không có chuyện đó đâu ạ. Thế đây. Đây. Những cái này là cái gì? Hả? À, tôi đã nhặt được ở thùng rác trong phòng của cô. Đây có phải là giấy ghi lô đề không? Hả? À, đánh không ít, hàng trăm triệu.
nữa. Chính nhờ những cái chữ ký này tôi phát hiện ra đây là tên chủ nợ lô đề của cô chứ không phải là thầy cúng. Đây, bà cầm cái tờ sớ đi đốt đi. Tôi đã ra lệnh cho quỷ dọa xoa mở đường và trả tiền đến người nhận rồi. Tiền đâu? Sổ đỏ này là giả, không phải được tiền. Mày với con mẹ già cái định lừa tao phải không? Tao là tao hết sức chịu đựng với mày rồi. Mày chơi lô đề thua, mày định bùng tao phải không? Có tin là mày chết với tao không? Sao nào? Cô còn gì nói nữa không? Cô mải mê cờ bạc lô đề, nợ một khoản tiền lớn. Người ta đòi mạng cô, cô không còn cách nào khác nữa. Cô nghĩ cách hạ độc chồng cùng với cái thằng chủ nợ này, dựng ra một màn kịch để moi tiền bà già này đúng không? Không, mẹ ơi, con không dám hạ độc chồng đâu ạ. Thôi, cô đừng có cãi nữa. Càng uống cái thứ thuốc mà cô đưa cho, tôi chỉ có càng thêm mệt thôi. May mà có mẹ tôi tinh ý. Khi phát hiện ra cô lô đề, tôi đã cảnh giác chuyện cô cho con tôi uống thuốc. Tại sao thuốc gì mà càng uống, con tôi càng không khỏi? Tôi đã bí mật đem cái thuốc này đến hỏi bác sĩ và kết quả cho thấy thuốc này không những không trị được bệnh mà chỉ làm nó thêm mệt mỏi, chán ăn rồi co giật nữa. Tôi nói cho cô biết nhé, từ trước tới nay con tôi đây nó chỉ giả vờ uống thuốc của cô thôi. Đúng, tôi đã khỏe, nhưng tôi cố tình diễn kịch cùng với cô để tôi xem cái con người của cô còn ác độc đến cái mức nào nữa. Mẹ ơi, anh ơi, bước đường cùng con mới phải làm như thế, mẹ tha lỗi cho con với ạ. Phải chăng cô nói với tôi ngay từ đầu thì chắc có lẽ tôi đã cùng cô để trả nợ. Nhưng mà cô ác độc như thế này ấy thì tôi không thể sống được với cô nữa đâu. Anh ơi, anh giúp em với, không có thì anh ta giết em mất ạ. Yên tâm đi, không chết được đâu. Công an người ta sẽ giúp các người phân xử đúng sai. Tưởng bà già này già mà dễ lừa nhá. Gừng càng già càng cay, người càng già càng hay đấy.